Với cái tình trạng mà giá cạc bây giờ ở mức gọi là cực kỳ bất hợp lý, khi mà anh em phải bỏ ra một số tiền gấp đôi giá đề xuất để mua được một con cạc, thì cái việc bây giờ mua bộ máy tính gaming mới, mua cạc màn hình trên máy bàn thì có vẻ là hơi bất hợp lý. Và vì vậy bây giờ chúng ta có hai phương án. Một là anh em mua cái máy tính nào mà cạc onboard nó mạnh, chơi tạm, chống vã. Hai là cái phương án rất hợp lý bây giờ là laptop gaming. Tại vì bây giờ laptop gaming mức tăng giá gần như không đáng kể. Ví dụ như chiếc gaming Acer Nitro 5 này. Với cái mức giá là khoảng tầm 24 triệu đồng thì anh em sẽ có cấu hình, đó chính là chiếc Core i5-11300H chuẩn thế hệ 11 mới nhất của Intel nhé. Và anh em có chiếc cạc là GTX 1650 bản mobile, di động đấy. Thì với cấu hình này anh em nói chung là đảm bảo đủ sức chơi tất cả những tựa game chip AAA bây giờ ở mức thiết lập gọi là vừa phải, mức trên 60fps là thoải mái. Và ngoài ra với các màn hình 144Hz của con laptop này thì anh em có thể chơi được những cái tựa game online như CSGO lên màn hình thoại với cái mức khung hình cao trên 144 và tận hưởng cái công nghệ gọi là 144Hz tần số quét cao, mượt mà, gọi là cực kỳ mượt luôn. Nhưng với một con laptop thì ngoài về cấu hình, thực ra là bây giờ cái tầm giá này anh em nhiều cấu hình nó tương đương lắm. Thì những cái trải nghiệm khác, ví dụ như là từ màn hình này, bàn phím này, bàn di này, vỏ, pin các loại, có biến con Acer Nitro 5 này thành một cái sản phẩm đáng mua trong cái phân khúc 24 triệu đồng không, thì đấy tùy thuộc vào những cái gì anh em muốn. Và cũng như anh em cần gì khi xem kênh Hà Nội Computer, đó chính là chúng mình sẽ giveaway mỗi 5.000 sub. Và sắp tới khi đạt 120.000 sub, chúng mình sẽ có phần quà giveaway đầu tiên. Thế nên đừng quên ấn nút subscribe ở phía dưới này nhé. Đầu tiên là về cấu hình, CPU thì ok, đó là thế hệ 11 mới nhất của Intel rồi. Nhưng mà cả màn hình anh em chỉ có đó chính là chiếc GTX 1650. Nó sẽ chúc mừng sinh nhật 2 tuổi vào ngày 23 tháng 4 tới đây. Nên là nghe thì có vẻ khá là cũ đúng không? Và ngoài ra thì bây giờ trên thị trường trong tầm giá khoảng tầm 24 triệu ấy, nó có khá nhiều các mẫu laptop khác sử dụng đó chính là cả GTX 1650T. Như vậy em đừng để cái T nó làm phân tâm nhé. Tại vì thực ra con 1650T nó hơn 1650 2% hiệu năng, nên là coi như là nó cũng chả khác gì nhau cả. Và cái nữa đó chính là ví dụ anh em hy vọng những mẫu lớn hơn của dòng RTX 2000 hay RTX 3000 ý, thì có nhiều lý do. Thứ nhất ý, là bây giờ dòng RTX 3000 và RTX 2000 cũng chưa có mẫu cạc nào dòng RTX phổ thông để cho những chiếc laptop khoảng tầm 24 triệu như là con Acer Nitro 5 này cả. Anh em khoảng tầm hơn 30 triệu mới có những mẫu RTX 3000 đầu tiên và giá rất là rẻ, khoảng tầm phải 32-33 triệu bắt đầu có cơ. Và thứ hai đó chính là bây giờ anh em thấy tình trạng cạc bị đem vào ruộng trâu đào coi đang quá nhiều rồi, nên năng lực sản xuất của Nvidia ấy thì nó chưa thể đáp ứng được. Bây giờ sản xuất cho máy bàn còn chưa đủ, nói gì cho laptop nữa. Nên là con 1650 này nó vẫn là khá là ổn với hiện tại bây giờ. Và cái thời gian mà anh em dùng máy một thời gian sau chắc chắn là phải nghĩ đến việc nâng cấp rồi. Thì sau con Nitro 5 này tốn khoảng tầm 15 phút thôi, anh em mở 10 con ốc mà sau ra thì đến mặt sau đặt mặt ra là thấy khả năng nâng cấp con Acer Nitro 5 này. Thì anh em sẽ có khá nhiều cái việc có thể nâng cấp được trên con laptop này. Mà đầu tiên với cái dung lượng SSD 512GB mặc định sẵn thì thực sự là nó rất là đủ. Anh em có thể cài rất nhiều game chip AAA trên này. Và ngoài ra những game online các thứ chơi cũng khá là thoải mái. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở 8GB RAM. 8GB RAM chỉ là mức vừa đủ. Tại vì thực ra là không có game nào ăn hết 8GB RAM ở mức Full HD cả. Nhưng mà anh em chắc chắn là không bao giờ là chơi mình game, chắc chắn là sẽ phải bật những cái như là nhạc hay là những cái Facebook ở ngoài. Nên là 8GB RAM thường xuyên là bị tình trạng đầy tải khi mà anh em chơi game trên chiếc Acer Nitro 5. Nên là cái phương án nâng cấp RAM là cái phương án gần như là khả thi nhất. Và anh em tiết kiệm khoảng tầm 1 triệu đồng thôi thì có thể nâng cấp thêm được. Tại vì chúng ta vẫn có một cái khe RAM chờ sẵn ở trên chiếc bằng sau laptop này. Và ngoài ra anh em muốn nâng cấp thêm dung lượng ổ cứng thì chúng ta vẫn có thêm ngoài cái khe NVMe 512GB có sẵn trên laptop, chúng ta vẫn có thêm một khe NVMe nữa. Và ngoài ra còn thêm một khe 2.5 inch nữa. Thực sự là nó quá thoải mái, muốn nâng cấp gì thì nâng cấp. Nhưng mà cái việc nâng cấp ấy thì anh em nên lưu ý là hãy mang ra các trung tâm bảo hành của Acer để nâng cấp nhá. Còn nếu mà anh em mà tự tháo ra nâng cấp ở nhà thì coi như là vứt luôn bảo hành của máy đấy. Nên là dù gì đợi hoặc là đợi hết bảo hành nâng cấp, hoặc là anh em hãy tốn thật ít thời gian và vác ra trung tâm bảo hành của Acer để họ đảm bảo cho các anh em, đó chính là cái tình trạng bảo hành của máy vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên thì cái cấu hình và khả năng nâng cấp ấy nó vẫn thuộc những cái phần nhỏ thôi. Và có một cái rất quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trải nghiệm và cái cảm giác sang trọng, đó chính là cái phần vỏ của máy. Thì chiếc vỏ Acer Nitro 5 hoàn toàn làm bằng nhựa. Nhưng mà nhựa thì không có nghĩa là nó nhìn nó kém, mà anh em cầm ấy thì phần thân máy được làm khá là chắc chắn và không hề có hiện tượng biến dạng. Nhưng mà màn hình thì là vấn đề khác. Em hoàn toàn có thể cảm thấy cái sự cong vênh ở màn hình khá là mỏng em. Khi mà anh em cố gắng vặn nên cẩn thận với con màn hình trên con Acer Nitro 5 này. Và cái thứ hai là mình rất hy vọng một laptop khoảng tầm 24 triệu sở hữu những cái vỏ kim loại một phần nào giúp khả năng thoát nhiệt nó tốt hơn. Nhưng mà Acer Nitro 5 vẫn dùng đó chính là vỏ nhựa. Nhưng mà không vì thế mà chiếc laptop Acer Gaming Nitro 5 này nóng.
Tại vì cái hệ thống tản nhiệt của trên chiếc laptop này được bê nguyên xi từ tầng Helios 300 trở xuống và cắt giảm một chút thôi. Em có thể ấn phát RetroSense thì em hoàn toàn có thể điều chỉnh được các thứ tản nhiệt của trong máy ở đây. Và khi mình thử nghiệm chế độ mặc định của cái laptop này thì mọi thứ nó khá là mát. Tại vì khi mình chạy thử cả full max này, cả ADA64 là những phần mềm stress CPU cực kỳ nặng ấy, thì card và CPU chúng ta đạt khoảng tầm 70 độ C thôi, và nghe nó vẫn có phát tiếng, phát ra tiếng nhưng không đến mức gọi là tiếng quá ồn, và hoàn toàn anh em có thể vừa dùng loa vừa chơi game hoặc là dùng tai nghe dạng mở và không gặp vấn đề gì về kiểu bị ồn cả. Về cổng kết nối, chúng ta sẽ có là 4 cổng USB, bao gồm 3 cổng USB 3.2 Gen 2 và 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI 2.0 và 1 cổng âm thanh audio combo. Và đây là gần mức gọi là vừa đủ dùng thôi. Còn mình thích thì mình nghĩ là nếu mà hay hơn thì có thêm cái cổng là cổng SD card. Các bạn nào mà thích dùng iPod các thứ mà đi chụp ảnh cắm thẻ SD vào đây đọc luôn thì dùng được. Nhưng mà Acer họ cắt giảm cái thẻ khe đọc thẻ nhớ đi rồi. Và cái cổng sạc được đặt mặt sau nên là nhìn nó cũng khá là gọn. Và bàn phím thì mình thấy bàn phím của Nitro 5 nói chung là ở cái mức trung bình. Anh em nói chung ấn thì nó sẽ cảm giác ấn khá là tốt. Nhưng mà bảo nó là phê hẳn ấy thì thực ra không phê hẳn. Và ngoài ra đèn LED, trên bàn phím này nó là đèn LED 4 vùng ấy. Anh em sẽ đa số là sẽ để ví dụ chạy cầu vồng thôi, nhìn nó khá là mượt. Còn nếu mà anh em mà xét từng vùng thì nhìn thực ra là nó không hay cho lắm. Tại vì mình vẫn thích những con bàn phím nào trên laptop cao gaming cao cấp ấy, thì nó có những cái đèn LED trên từng phím một thì anh chỉnh đèn LED nó mới sướng hơn. Còn đèn LED này cứ để chạy cầu vồng ấy, đủ đẹp rồi. Nhưng tất cả những cái mình vừa nói, mình chưa nói đến màn hình. Và màn hình thì Acer Nitro 5 mình đánh giá ở mức hơi khó tả. Tại vì mặc dù sở hữu màn hình 15,6 inch là rất to là anh em thoải mái chơi các tựa game. Và tần số quét 144Hz, nghe là thấy gọi là IPS 144Hz Full HD là thấy khá là ổn đúng không? Nhưng mà điểm hơi đáng buồn đó chính là chiếc tấm nền IPS trên các màn hình này chỉ là IPS 6bit thôi. Nên là cái khả năng hiển thị màu sắc của nó mình là nó sẽ chỉ ngang những tấm nền VA khác và không thể nào bằng những con IPS 8bit hay 10bit trên máy bàn hay những con laptop gaming cao cấp cả. Mặc dù so với tấm nền VA thì tấm nền IPS trên con Acer Nitro 5 anh em tận hưởng được cái góc nhìn ấy nó tốt hơn. Nhưng mà nếu anh em dùng hàng thường xuyên thì cũng chỉ có nhìn trực diện thôi. Và trực diện thì thực sự là màu sắc của tấm nền IPS 6bit này nó không thực sự rực rỡ được như những tấm nền IPS khác. Và nhưng bù lại chúng ta có một cái độ sáng 300 nit thì khá là ổn. Nhưng mà dù gì thì đây cũng chỉ dừng lại ở một laptop gaming thôi. Còn nếu mà anh em mà muốn chỉnh sửa ảnh màu sắc nó chính xác và trung thực nó rực rỡ ấy, thì tiết kiệm tiền lên những mẫu cao cấp hơn. Còn đây chỉ là một laptop gaming mà thôi. Với cái mức giá 24 triệu đồng ấy thì anh em chung quy lại có một laptop gaming nói chung là ổn. Thì về cấu hình ấy thì nó sẽ là ngang bằng các một laptop khác trong tầm giá, cũng không hơn không kém. Nhưng mà bù lại anh em có một hệ thống tản nhiệt được bê gần như nguyên xi từ chiếc Helios 300 xuống nên là rất là mát và khá là êm ái. Đây điểm cộng rất lớn cho chiếc Acer Gaming Nitro 5 này. Nhưng điểm trừ lại đến từ màn hình, khi mà màn hình chúng ta không có được cái gọi là cái màu sắc nó rực rỡ như mình mong muốn, mặc dù nó là IPS. Và ngoài ra thì cái tấm nhựa này khá là lỏng lẻo. Và nên tổng kết lại thì đây vẫn chỉ dừng lại ở một chiếc laptop gaming ổn trong tầm giá 24 triệu. Còn nếu anh em mà muốn những công việc nào làm việc như là chỉnh sửa ảnh hay làm video hay những cái gì liên quan đến màu sắc ấy, thì mình nghĩ Acer Gaming Nitro 5 vẫn chưa đáp ứng được. Anh em cần lên một cao cấp hơn, có tấm nền màn hình tốt hơn. Và các bạn nghĩ sao về chiếc laptop Acer Gaming Nitro 5 này cho mình biết trong phần comment nhé. Và đừng quên subscribe để đạt được mỗi giveaway mỗi 5.000 sub, và sắp tới là 120.000 sub đây, còn một tí thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.